ông quý chọc. Ông chấm ra phần cam to cái chấm ra can để thi sam nạc ca sam nạc ca được ngày nay ông chấm ra phần sam nạc ca đặt tại cây cam xã xây để miền hà tỉnh liếm vì thi thi đã bị yếu ở mười phần đầm mùi vẽ phần đường ông hay một thi sanh sọc nôm cào hay cả phần sam nạc ca này là cả đặt tại cây cam xã xây làm địa bộ phần sau tuốt vì khay một thi miền tây làm gì sam nạc ca cái nhà chia sĩ phóng là rìa vì thành lập vật miền ở vật miền phía kín được bọc cô để ông chấm ra còn chưa nhà chùa rùm nông cảnh là cá sạm là cá rùm tèn cá riệp chom và bò bòn thọc tua nơi thì cái này đại riệp chom vì khai từ tiền chạy phò xong group lục bát thiên xong rạp sạm là cá nơi ngày ní cả làm chi các sùng quạt khinh thề group tiện kê tỉnh ở nơi đường cái ní miền Waterman lợi lên tài lục say Marie Giro Metvi nom Andra Chiet nom một đồng nàng đang mình đang rạp bạc về ní ban chuyên đồng năng mọc thà ở vật miến đòi mua là hai tòa khuôn đại lại lục nôn chía miến vật miến nợ bản túc không khuôn hàng gram xa sạm nà cà ní đại lục xa xôm lẹ băng sật miến vật miến đại tòa tị bản túc sạm nà cà vị khách lẹ băng sật rồi bỏ lục nôn chía ban bộ câu đo cả làm chi rồi hỏi xã xây đan cho một rau cây cam nơi ngày ní miền đồng hà sơn miếng pí tcw đập đập mùi tam được dựa vào quan sao tuốc vị khách bản tiền miền trời xã xây ban bị chia thái tam sự mật tập hiệp đại quạt ai đứng cứ quạt mình miên tầm nẹt tầm nón nhiệt lộ hết đưa nhiệt phun chưa môi đường chân chọc chọc thành pi rúp cứ lục nôn chía nhưng lục khiêu sầm hón rử thị kỳ đa mình đang rót bạc về ní nà muối đã trơ ban được tua scon được nong riêng cái đây nị tề tam ca bên chia pi này bị chạy cái tết sau tố ban chuyên mình đang thả ca điệp trăm này bị chạy cái tết sầm đập ca đập sạch hay cam nộp về ní ban điệp trăm rượu rò hỏi đi ở xã xây và ban tìm luôn đội chiến sát tìm gặp các đoàn khai cam nịch hoàng này xã xây ban thua sập bát đội hái môn năng châu các đoàn khai cam sum ao quân lục bát thiên bà ao quân chị đã bảo ni ông nhà bè sầm rách được sầm nào sum đã bảo chuẩn chụp chọn nôn chia gì muốn sấn ông nhà bè ban đã tu lịch khất sum lẹ bằng tất châu rùm nông sạm nà ca đại toa là nông một tục sạm nà ca nịch đã bảo chuẩn chụp chọn nôn chia cho ngày thì bẩm phơ khai mi sa cho năm bị pon đập bẩm mũi đại ban mình chạy tha đại con miền pành hà sọc phiệp chư ba chư chẳng kê mình ai chẳng cùi du bán mình ai trong ròm ăn du nâng đầm bay miền là tập phiệp châu rùm sạm nà ca nên ngày khăng mốc ở miền bắc sơn tập phiệp luôn thông lẽ bằng sơn châu rùm nâng miền vận động miền đại to nâng một tục sạm nà ca nên ngày thì mình phơi khai miền sai cho năm bị bòn đập của mùi miền tây ca biết đây bậc luôn mà prap ông pi paul pa paul này ca lẽ bằng sơn này tha ca lẽ bằng sơn này mình ai bỏ sai tha chỉ ca lẽ bằng sơn bậc luôn nông ca cắt đây để giữ thó được sơn thông ca chấm to tên năng khoa tăng trong cả đã bằng hai như đại chúng ta là ca nít cổ phê về liên này sạm là ca lưu rụt luôn lời bạn khơi cầm nót hết vì nất thuộc của phiếp chúng cho nguồn chia được phương lạc đại cổ vẹt bởi trăm cá vì nất phía ba thay toàn thuộc của phiếp chúng cho nơi ở vô tổ có cho ngay thì một phần khai mê xa chân nằm bình bọn đập của mũi bạn có tầm quát vì cho thang đập phiếp sọc của phiếp ở phần lục nguồn chia được ngay nít tham biên là ca đã chư chẳng kê chia bởi trăm ông quê du nhưng mà nào ở chư căn đặc lắng nâng vô mốc mà đồng bạn phát đó là nụ sạc tá thông mọi ông dùm rách ăn ở nhà ở lục nôn chía để cho ruộng tam đan cái nhầm là cá sầm là cá vì vẫn tục thật là cầm sa sầm mà cá đi ai lưu mua than đi đang dùng tam bát bảy nhát này bảy thiên phải thêm mười pram này bảy thiên tây khnông ở vô tổ có ông nhầm đấy ăn ở nhát ở chuyện chập chọn nôn chía cho ruộng tam đan cái nhầm là cá sầm là cá vì dùng ngái vì vẫn tục khum khuôn môi thật là cầm sa sầm mà cá đi tam để dẹp bọc sọt tua sầm rạp dẹp phía sầm mà cá pin một ngày đi bọc bảy bọc lắc này sọt tua cho bọc con sọt tua sầm rạp chuyện chập chọn nôn chía ai châu rùm đường tam đan cái chấm ca sạm ca bị dòng ngái không dạp pìu này cái chấm ca sạm ca sản lập ngày đi số sau đấy lục nhà em sầm nắng ta lục ban riệp chom và bọn thợ tu rồi rồi hai nữ ban lục thiên là hàng được nhóm ban riệp chom và bọn thợ tu rồi rồi họ phải bà ở quân hay xuống đấy lúc xạ xấy tại lúc ban triêm luôn rồi rồi hai nữ bà chủ đề xuống ban tiếp trong rồi hai bà hay xuống đấy hay lúc xạ xấy tại lúc mùa ấy một hàng vàng lúc prai chmua phan van nung chi phleu ka nei knong atta sanyan kot thua lok thua atta ban thua atta sanyan ban puol rot khmae dae te te sat thngai ni thua hai ba puol phan van chmua chi phleu ka cho chmua kham phan nung yang mai vinh kham phan chmua taem nung pi amnal mau
Chúng dừng bà chú mô lô cư phụ phơ ca phan văn, phan văn chẳng ế? Phan văn. Lô cao nơi ngay khai chú nam ná lô phan văn? Chăm tịch chú nam, chăm bông rồi học sập. Ồ, con hay tì cà lây cầm náu bà lô nơi tì cà lây ná? Lâu cung dì miệt, cung dì miệt, sọc con nhé thèn rồi ghi. Cho thì lâm nơi sắp ngay bà lô ta lô rô nơi tì cà lây ná? Lâu sọc mà lại, sọc mà lại khèn, mình kì mình chê. Lô bà có một bà ở bây đá? ເຄີຍຈົ່ງການປົກປະກາດຂອງລູກຊ្មោះອີ່ໃຫ້ມະນາຍບັງກາດຂອງລູກຊ្មោះອີ່ກະປູກຂອງກາດຊ្មោះປານິວັດຊ្មោះຫຼັງໂຕບິດາຊ្មោះສະວັນແມ່ນດາຍຂອງຄໍາກອນຈົ່ງເພດຍີຂອງລູກຊ្មោះອີ່ໃຫ້ລູກມີກົນປະມານນີ້ເພດຍີຊ្មោះຄຸນຊາວີ ໃສ່ກົ້ນໃບນະອໍຄຸນລູກພານວານຕາມລະບາຍການຂອງກະລາມຈີສະມະນະການໃບໃໝ່ນີ້ຖ້າຕາມສະມັດທະພິບໃນລູກອ້າຍດັງຄືລູກມັນມີຊອບຈໍານອງຍິດລົຫັດຫຼືກໍຍິດປຸນຢູ່ໃນຈົນຈອບເຈົ້ານັງປີຮູບລູກນູນຊຽນນັງລູກຄືສໍາພອນຕີເດກໍໂດຍຊິບົກຄົນຕ່າງຫຼາຍໄດ້ຖືກບານຕຕົວຍົກຈະພຽກກີດາມມະດັງຮັດປັບນີ້ລູກເດກໃດນີ້ຕີຕາລະບາຍການນີ້ຕຶມຕຶງໄດ້ຫຼືຕີ ហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កលានជីអមិញមិញនេះថាលោកបានស្បត់ចំពោះមុខវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធរួចហើយមុននឹងពេលលោកមកកាន់កន្លែងផ្ដល់ខែកម្មតាមប្រព័ន្ធធូទួសនេះតើពិតមែនដែរទេពិតបាទជាបន្តទៅនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធនិងកណៈលោកក្នុងឋានៈលោកជាស័ក្តិនៃចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះ លោកផានវ៉ាន់ក្នុងឋានៈលោកជាសាក់សីនៃចំពោះមុខអង្គជំរំជម្រះលោកត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬក៏សុំឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកមានសិទ្ធិបដិសេធទៅនឹងចំការសួរឬក៏ការសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលនាំឲ្យចម្លើយនោះដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើសក្តិកម្មខាងនឹងខ្លួនឯង អំពីករណីយកិច្ចក្នុងឋានៈលោកជាសាក់សីដែលត្រូវផ្ដល់សក្តិកម្មដល់អង្គជំនុំជំរះត្រូវតែឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬចក្រមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបឬការស្ដីរៀបរាប់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដោយយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិរួចហើយអមិញមិញនេះអមិញមិញនេះហើយក្នុងឋានៈជាសាក់សីត្រូវតែឆ្លើយតែការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំ ឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬក៏បានធ្វើការសង្កេតដែលផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុនៅហេតុការទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរលោកលោកខំផាន់តើអាចលោកផានវ៉ាន់តើលោកធ្លាប់បានផ្ដល់សក្តិកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកធ្វើសង្កេតនៃការចល័យថាក្រុមធ្វើសង្កេតដែរឬទេក៏លោកមកឲ្យប្រធានបទធ្វើបានដងធ្វើនៅទីកន្លែងណាខ្លះ ចប់ធ្វើនៅលេខចំការនៅក្នុងនៅកន្លែងលោកចាំថាធ្វើប្រមាណដងទេហើយធ្វើនៅអំឡុងពេលណាដែរទេគ្រាន់តែប្រាប់ឆ្នាំក៏បានដែរប្រសិនបើចាំចាំឆ្នាំមកតែចាំថាគឺធ្វើ 3 ដងបួនដងបាទហើយមុននឹងពេលចូលមកអង្គុយទីនេះអង្គុយទីនោះដើម្បីផ្ដល់សក្តិកម្មតែលោកបានពិនិត្យមើលឬបានអាន នៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្តិកម្មការពីពេលមុនជាមួយនឹងអ្នកធ្វើសង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេបានអានខ្លះដែរតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងចងចាំបានតែលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្តិកម្មដែលលោកបានអាននៅក្នុងរំលឹកការចងចាំនោះគឺវាពិតជាត្រឹមត្រូវសមតបស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកធ្វើសង្កេតការពីពេលមុនដែលលោកថា 3 ដងឬ 4 ដងធ្វើនៅចំការរបស់លោកនោះដែរឬទេ អត់ច្បាស់មិនស្ដាប់អត់ច្បាស់ព្រោះពីលោកអានកំណត់ហេតុទាំងអស់នោះតើកំណត់ហេតុដែលលោកបានអានពេលមុននេះបន្តិចនេះប្រៀបធៀបទៅនឹង
ថាខៃកម្មដែលលោកបានផ្ដល់ចំនួន3លើកឬ4លើកកាលពីពេលមុននៅនឹងចំការរបស់លោកនោះតើវាមានខ្លឹមសារសមស្របស៊ីសង្វាក់គ្នាដែរឬទេ សមស្របបាទ បាទក្នុងការសួរដេញដោចំពោះសាកសៃរូបនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 91 ស្ទួននៃវិធានទេក្នុងអវតកអង្គជំរះប្រដាប់វិការជូនទៅថាប្រញ្ញាតាំងសម្រួលដេញដោលសាកសៃផានវ៉ាន់មុនពាក្យពីរដ្ឋទេទៀតនៅរឿងក្តីហើយសាកសាប្រញ្ញារួមទាំងសាមិទ្វីនមុខតំណាងដើមដឹងរកដូចនេះមានពេលរយៈពេលពីរវគ្គនៃខែឆ័ត្រនាការក្នុងការសួរដេញដោលសាកសៃរូបនេះសូមជឿនសូមជឿនតំណាងថាប្រញ្ញា Thank you, Mr. President. Good morning. Mr. Witness, my name is Boyle. I'm the officer of the co-prosecutors, and I'm going to be asked to you some questions. Mr. Witness, a few years ago, you testified before this chamber about the 2 days between the 11th and the មកថាមន្ទីរក 17និងមន្ទីរតំបន់ហ្នឹងវានៅជិតគ្នាប៉ុណ្ណាដែរ កោដ 7នឹងមន្ទីរតំបន់ហ្នឹងមកនៅជាមួយគ្នាហ្នឹង And the K-17 office, was it just one building, or was it multiple buildings? So is it correct to say that when you were working in the telegram office with your father, you were working in the same building as your father? លោកធ្វើការនៅក្នុងអាគារតែមួយជាមួយឪពុករបស់លោកមែនទេនៅអាគារតែមួយមិនមានអាគារដូចសម័យឥឡូវទេជំនាន់ហ្នឹងឥឡូវអាគារហ្នឹងឥឡូវគេធ្វើការឥឡូវប្រជុំតែយើងធ្វើការបកសាទូលីងនៅតាមផ្ទះតូមហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងមិនតាន់មានអាគារទេអាហ្នឹងអាគារមានតែនៅគេហៅទីដំពិលហ្នឹងអាគារធំមួយទេវាសាលប្រជុំហ្នឹងផ្ទះឈើលើថ្មក្រោម អ្នកធ្វើការបកសាបងអីបកតាមផ្ទះតូចៗនៅក្នុងមន្ទីរហ្នឹងខ្ញុំចាក់ប៉ុណ្ណឹង So just to make sure I understand correctly, when you referred to K-17, you're referring to one particular building, but then there is a compound around K-17, which contained other houses that served other functions in support of the K-17 office. Is that correct? So the compound that you refer to
around the K-17 office, how much area, how large was this compound, how many buildings did it comprise, and how big was it in terms of space? The building in which your father worked, which I gather was the K-17 office itself, can you describe that particular building for us? The building in which your father worked, which I gather was the K-17 office itself, can you describe that ខ្ញុំក្រោលហ្នឹងហ្មងនៅលើក្នុងក្រោលហើយខាងខាងអគារហ្នឹងតាមផ្លូវមានផ្ទះផ្ទះតូចៗតូចៗនៅតង្ហែមជួរតែពីទៅនោះទឹកឡើងមកជឿក្នុងមកលើមកហើយតាមខ្នងភ្នំហ្នឹងមានភូមិធ្វើភូមិបដយតាមតាមពីឌីនឡើងអីជាភូមិមួយហ្មងទីហ្នឹងបើថាយើងឥឡូវយើងហៅភូមិហ្នឹងឯង The K-17 office where your father lived, was that the office that had the meeting place that you just mentioned, or is that a separate place? How many floors did that building have? Was it one floor, two floors, three floors? មាន 2 ជាន់ 3 ជាន់ ឬ ក៏ ប្រមាណ ជាន់ 2 ជាន់ អា ជាន់ ជាន់ ក្រោម ស៊ីម៉ង់ ជាន់ លឿ ឈើ How far was the telegram office located from the K-17 office where your father worked, from this meeting hall? 100 miles. When you were here before, you testified you worked in the late 1976 until late 1976 And after that period in late 1975, early 1975, អត់បានធ្វើទេ
can you describe for the court what your functions were, what your day-to-day work consisted of when you were caught in traffic? Đại lục thưa chị nè, bà bò nó cứ ta lục thưa vậy là cái ca phải chăm thằng ấy nồng. Cả bà bò mới để làm từ ca nghiệp của làm đậm độ, xin. What sort of places would you drive your father to when you were his driver? Lục bạc chun ở bục lục tôi có lại nạc lá nó về để lục thôi cho nè bạc bò đâu. Tôi chăm bà để tôi cho nó tôi tam sọc tam y chẳng đó. Would you drive him to other buildings in the vicinity of K-17? In addition to drive him to other districts? I apologize, my question was not phrased well. Would you drive him to other buildings that were nearby to K-17? When you were your father's driver and your father was at his office at K-17, where would you stay as if you were waiting for him, if you needed to drill somewhere? Did you stay in office? And how far was that building from K-17? When you were here previously, you testified at length about your father when he was killed. And do you remember the month and the year that your father went to Phnom Penh for the last time? អត់ចាំផងបាទអត់ចាំថ្ងៃខែច្បាស់ទេ
Let me read you a statement from your sister Han. ខ្ញុំសូមអានសម្រង់នៃចម្លើយរបស់លោកគឺចម្លើយជូនសហចៅក្រុមសង្កេតបីលើខ្សែ9ឆ្នាំ2021ប្រាំមួយបួនប្រាំមួយបួនខ្មែរសូនសូនបីបួនប្រាំមួយប្រាំមួយបួនប្រាំមួយបួនប្រាំមួយខ្មែរសូនសូនបីបួនប្រាំមួយបួនប្រាំមួយបួនប្រាំមួយខ្មែរសូនសូនបីបួនប្រាំមួយបួនប្រាំមួយខ្មែរសូនសូនបីបួនប្រាំមួយបួនប្រាំមួយខ្មែរសូនសូនបីបួនប្រាំមួយបួនប្រាំមួយខ្មែរសូនសូនបីបួនប្រាំមួយបួនប្រាំមួយខ្មែរសូនសូនបីបួនប្រាំមួយ
nhóm trăm học ban nó gọi là cái tấm máu nó mau mũi mũi kia về trong chất của mũi nó có đâm chất của phân trăm mình cho bác thì nó xong cái chuyện thầm mềm mềm bồn cho ông thì người ta bong bong say nhóm quát đầu hàng thứ xa tu lý nâng cái chúng nó nâng mềm xong cái chuyện thầm mềm bồn để bong say chúng mua buộc hắn chúng mua đầm chúng mua lấy chúng mua hàn Yes, that's correct. That's the elder sister that replaced you in the telegraph office who I was quoting. Can you estimate how many people worked in K 17 office compound for us? แต่บุคคลในทุกการน้องที่ก็ลำเปิลมีมีจานมีจานในมีปุกในตึกจูงในทางตะตัวทางสลาออกรุ่มมีนังเวเจอในเจ็ดตอนลำเปิลดีอธิบายยุบันยุลนี่ที่พูดจะนอนนังเวประชาชนสมควรเวมันด้วยยืนเราเต้โดยกีได้ก็จะถือตามประชาชนสมควรจะนอนนังถือข้อนี้ว่าWell, we don't have a lot of time, but I would be interested to hear if you could briefly explain to us that structure, the different units that were operating within K-17, and if you recall or are estimate number of people in total that worked in the K-17 office was around the globe. คือเราจะนั่งควันแล้วก็ลำเปิลนึงจะนอนนึงเป็นมีนแต่เล่มตีออกรุ่งกินตีออกรุ่งนึงบอกบอกก็ลำเปิลนึงมีทางในตัวที่ดูตัวที่ใบที่ตึกมีทางตามใบทางตามบันไลทางที่ใส่ไอ้พวกดังจูนไอ้ลานลานนึงมีพวกลานดังจูนที่อยู่ดับมอดิเอนโซเดนนึงมีเชิญทนายยังวะAnd are you able to estimate, taking together, how many people worked in all of these units combined, or are you not able to estimate that? สรุปในตั้งอ้อได้ตบมราการเงี้ยเอามาตีกอดอกผมเปิลนั้นเมียนประมาณไหนได้แต่จำมันจะว่าตัวไปจิตมาป้อนเนี่ยอ๋อหลังตั้งคุยหลังจ่า
tăng lại thứ ca nó hóa một đi luôn nó có đọc phần nữa. And in the K-17 office building, it's a two-story building that your father relocated. Can you estimate how many people work in that building? Other than people that worked in the kitchen, are you able to name any of those individuals that worked in the K-17 office with your father and tell us what that function is? Do you remember the names of the office chief that you just mentioned, or anyone else that stayed in office K-17? Did you or were you aware when you were in Sector 105 of any prisons or security centers in that sector? And what was the name of the security center? How far was that security office from office 17? When you refer to the security office as Usapia, are you referring to the individual who was in charge of that office? Mr. Witness, we have on our case file a site identification report, and that's at P3/8058 Khmer ERN 004 English 004 English 004 6
Identification report says that that site, K11 and K17, were located, quote, approximately within 1 kilometer of one another. Does that refresh your recollection that perhaps the security center you describe was closer to K17 than 10 kilometer distance that you mentioned? Yes, it's about 10 kilometers from the center of the center. Trong tụ tụ cái địa bàn thì vùng mò mò lệch mò mình chặt mò cần với mình bắt đòn thì sản sọc về mặt hàng chưa nôm mình nè thì sản tống về nó chưa nôm hàng tăng về chấm đôi chia hàng hàng bô hạt bô nôm cào tôi bị chặt cái này ngày giờ ngày nó về mình thật cứ tạm lâu nó về về cầu tạm lâu để ra nó tung ra một lô Thank you for that clarification. In addition, the security center located by Tasopia, do you know the security center located near Phnom Krom Dam? Reservoir under the control of Tha Leng's Dalian number 2. I'd like to quote to you from a statement you gave to the investigating judges. This is Mr. Witness, my colleague is going to clarify the pronunciation of the name because I believe I may have mispronounced it. ខ្ញុំស្ដាប់ឮគាត់បកប្រែថាលៀងតាមពិតឈ្មោះមែនតែនគឺលេងអញ្ចឹ
We have no translation into English and Yung Aton Ban to Tool Cabo Pratt Chip Sa on Clear State Chmum and Timuy Dial looks at Prinarong on that chit, Manchia. The Taku Krong like Batin or Rasina Toti Pinung, look within Kotchmu Lane, Chip Sakmai. I give up the so cab of Pratt Chmu Ling, Jung, Chmu Peep saying clear. Mr. Witness, with that looks clarification say, on the pronunciation, does that refresh your memory of the battalion? And just to clarify for the record, are you confirming that you are aware of a separate security office near Phnom Krall Dam, separate from the one that was headed by Ta Suphia? You confirmed that you were able to identify the battalion two chairmen. Do you recall the existence of the security office near the Phnom Krall reservoir? ពីមទីពុំមើលពុំសាសពីមទីក៏ដល់7ហ្នឹងវានៅក្នុងខាងត្បូងខាងត្បូងវាខាងត្បូងតែតាមផ្លូវវាពុំចាក់មកលេងមកມັນចាក់មកមកកើតវិញវាទៅខាងត្បូងមានតែមទីជាមួយទេកាលជំនាន់ហ្នឹងក្រោយពីដកសុភាទៅលីហ្នឹងក៏មកកាន់ទូកោត្រូវសុភាចាប់ប៉ុណ្ណឹងWhen you referred in your OCIJ statement to being called for re-education the security office for the third phase, was that the security office that the Phnom Krall recalled the security mentioned? Thank you for that clarification. អានឹងគេរៀបចំក្រោយទៀតយ៉ាងណាមិនដឹងទេតែជំនាន់មុនវាអត់មានទេមន្ទីរក៏ 11
Do you recall if đăng thà nẹ chôl tơ thì nút tơ lọc mọc vinh phía tràn rực tích rư có nẹ tơ từng ọt nơ thì nút mình đài là khơi tơ lọc mọc vinh rư có đội mệnh đệnh Sa thay các bạn toàn lời tốp Sa thay các bạn toàn lời tốp Anh chơi lục mình đi bì công tâm ấn Bà xong mọc con lục bà thiên Khi em xong chúng tôi chung bố xin đuôn đi Sa xây bàn bánh chè rùi hai thà có đoàn bàn đăng Vì vua tầm miến nây bằng tí phong kào chìa មន្ទីរសន្តិសុខតែមួយទេគេហៅថាមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោល
លោករៀបចំសំណួរឡើងវិញហើយបើសិនបើលោកសួរសំណួរដែលគេដែលសាក់សៃនេះមិនដឹងគឺមិនអាចទៅសួរបានទេសាក់សៃមិនអាចឆ្លើយបានទេមិនអាចឆ្លើយស្មានបានទេព្រោះអង្គហេតុនេះគឺសាក់សៃមិនដឹងទេ Thank you, Mr. President. Perhaps I misstated my question. លោកសាក់សីតាមអ្វីដែលលោកដឹងតើសាក់សីបុណ្យលឹងជួយនោះនិយាយត្រឹមត្រូវដែរទេគាត់ថាអ្នកដែលគេបញ្ជូនទៅភ្នំក្រោលឱកាសនៃការរស់រៀនមានជីវិតនោះគឺតិចតួចណាស់ខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ដែរអានឹងព្រោះការចំណងខ្ញុំនោះវាអត់មានការចាប់ការចងអីច្រើនទេអត់មានទេក៏ចំណងហ្នឹងតែក្រោយពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរ Mr. Witness, did you ever hear of a place called Trapyang Pring, located about 4 kilometers from Phnom Krol? Yes, the best of my pronunciation, the location is Trapyang Pring. I'm inquiring whether Um,
Before I move on to another section, I'd like to ខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៅលោកសំអីលោកបំភ្លឺពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយនៅក្នុងចម្លើយមួយរបស់លោកនោះគឺថាអី 305 ប្រមួនសូនប្រាំសូនប្រាំបីខ្មែរសូនសូនពីរប្រាំបីប្រាំពីរប្រាំសូនប្រាំហើយបារាំងសូនសូនបីប្រាំបីប្រាំពីរប្រាំសូនប្រាំហើយបារាំងសូនសូនបីប្រាំបីមួយសូនបួនThis is what you stated. អ្វីដែលលោកនិយាយនោះគឺសំដកស្រង់មន្ទីរសន្តិសុខមន្ទីរ105ថាត់នៅភ្នំក្រោលថាត់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់តាសុភាក៏គេហៅមន្ទីរតាសុភាផងដែរវ៉ាន់បានដឹងច្រើនជាងខ្ញុំអំពីសន្តិសុខចប់មន្ទីរសន្តិសុខនេះចប់សេចក្តីដកស្រង់សូមលោកប្រាប់តុលាការតើវ៉ាន់ដែលលោកហៅកន្លែងហ្នឹងគឺវ៉ាន់មួយណា បានប្អូនខ្ញុំវាទៅគុំជំនាញរងឯងហើយវាគាត់តែដឹងកន្លែងទីសន្តិសុខនោះក្រោយមកវាដឹងនៅទៅណាព្រោះវាអ្នកស្រុកហ្នឹងហើយខ្ញុំចេញពីហ្នឹងមកបានទៅនៅស្រុកឯណាក្រោយពីខ្ញុំចេញមករហូត Did Van live in that area? Tao Van ruh neu tambon ning dal te neu knong samai chnam 1975 da 1979 no ru ko neu knong pel na muoy knong ruvieng pel ni Thank you. Tao nong Van tam neu ve Van mau dau nu peing ទៅនៅក្រោយនេះទេបានសាភិញ្ញាសូមអរគុណលោកសាស្ត្រី To your knowledge was the case at តាមអ្វីដែលលោកដឹងតាមមន្ទីរក.17ខ្លួនឯងគេធ្លាប់ប្រើជាកន្លែងដើម្បីឃុំខ្លួនណាម៉ាម្នាក់ដែលគេចាប់ខ្លួនដែរឬទេនៅក្នុងឆ្នាំ1977 The translation that I received had you saying that there was no detention at the security office. I was asking about the K-17 office. ខ្ញុំដឹងហើយគឺថាក្រោយពីឪពុករបស់លោកស្លាប់ទៅលោកមិនបាននៅមន្ទីរមិនបាននៅបំបន់105ទេនៅពេលដែលឪពុករបស់លោកនៅរស់ហើយគាត់ទទួលបន្ទុក To the K-17 office, Moroi Pram Nalai, got Bantu Chimu, Robot, Nok, 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 Nok,
Question, when was it that you saw these shackles? Was it during the month that you were at K 17? Do you ever recall a period when large numbers of Division 920 cadre were being arrested while you were in Sector 105? Do you recall a period when you were in Sector 105 when there were many arrests Division 920 cadre? Clarify my question. I'm asking if you were aware generally of a period of arrests of Division 920 cadre being arrested at Sector 105. ดังถ้าจับแต่จับมันละก็ดำเปิลการจะนอนยุ่มเล้าอันเมียนเต้แต่การจะนอนดังเมียนจับคลาแต่มันเมียนจับอยู่มันก็ดำเปิลที่ที่ประกอบเป็นหนุ่มว่ามันดังที่ประกาศที่ตู้เต้ามันก็จะลูกนี่ก็บอดเนี่ยลูกก็บอดไอ้เจ้ามันดังตู้เต้ามันเมียนเต้แต่เนี่ยที่แบบ I'd like to read to you from a document, and this is document E3/877. Mr. Witness, this is a telegram that was sent to Office 870 by your father on 20 May 1977. You may call this document because it was put to you and ask some questions about it. When you previously testified before this chamber, there are paragraphs
តើមន្ត្រីរបស់ជួយនឹងជាមន្ត្រីអ្វីដែរដែលគេលើកឈ្មោះយកមកនិយាយនៅក្នុងសារទូរលេខនេះហើយមន្ត្រីរបស់ជួយនេះមានទីតាំងនៅត្រង់កន្លែងណាដែលគេយកឈ្មោះមន្ត្រីនេះលើកមរេការនៅក្នុងសារទូរលេខនេះ Do you recall what the functions of this office or of this battalion? Jam tha angkapheap ni lo mien tu niti thveu vai dae. Angkapheap ni ka ka jamnuan nang ke ke nau krum dae no te ba ti. Ti chot pi chu no krum dae Vietnam. Having heard this telegram again, do you remember a period in 1977 during which the sector was making numerous arrests of division 920 soldiers? Jam Phan, Jam Dang Nai Tha Ban, Nai Ni Ban Nu Ke Paka, Ke Phlau Ka, Ko Tha And when you refer to certain individuals, are you referring In relation to your father's statement in the telegram, despite arrests of Unit 920s, activities continue one after the other. We are making arrests after arrests, quote, close quote. Do you know whether your father would have made the decision about who to arrest himself, would he receive instructions from other individuals? Do you know whether your father would have made the decision about who to arrest himself? Did Division
920 of its own security office in Mandalkir, or the sector security offices used. បាទបាទដល់ពេលសម្រាប់ហើយមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះមកពីនេះទេរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះទៅអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការហើយលោកអញ្ញាមសម្ណាងហើយនឹងលោកសាក់សីឥឡូវនេះយើងសម្រាប់ណាហើយរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះយើងបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការបើយើងទៀតដូច្នេះលោកទាំងពីរនាក់មានវត្តមាននៅកន្លែងដែលផ្ដល់សេចក្តីកម្មតាមប្រព័ន្ធធរទូនោះគឺឲ្យបានមុនពេលមកដល់កន្លះ សូមចេញក្រោកឈរ